chào cả nhà, xin chào bà cô chú và các bạn. Bữa nay làm đẹp là xí soạn nha. Bữa nay xí soạn cho mẹ của Emily. Bây giờ mình sẽ làm cái mặt cho ướt trước, làm nửa bên trước cho cái mặt nó ướt. Cái này là chai xịt khoáng nha cả nhà. Đây rồi, mình sẽ dùng cái máy rửa mặt để mà mình rửa, cái máy rửa mặt sạch sâu ha. Đây là cái máy rửa mặt. Rồi mình sẽ cho gel lên trên cái máy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái máy rửa mặt. Mình sẽ chạy từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tráng luôn. Làm nửa bên cho một hồi cho thấy, cho biết là một bên không làm với một bên làm nó khác nhau làm sao á. Cái máy này rửa xong rồi cái mặt mình nó mềm, nó mịn đã lắm. Hôm nay Dượng Hai kêu qua rảnh làm chạy cái máy đó kia thử cho Dượng Hai mình chưa làm. Máy kia chắc mai làm chồng. Đó, khi mà mình chạy từ từ mình đè, lỡ nhiều khi mình đụng mạnh quá là nó sẽ tự động vậy đó. Đây mình sẽ ở dưới này nè, thường thường dưới này nó hay bị chảy xệ, mình sẽ đưa dưới này lên nè. Mấy đứa nhỏ nó chơi ở ngoài sùm, không có Elodie, không có mượn nó quay được, cho nên là mình không có quay gần được. Mình quay xong rồi. Rồi bây giờ đáng lẽ hết 2 phút là nó sẽ tắt, nhưng mà bây giờ mình sẽ tắt, tại vì mình chỉ chạy có nửa mặt á cả nhà. Đây, cái mặt dơ từ sáng giờ đúng không? Này sáng là xích kem, xích đồ này kia ha. Đó, nó ra luôn rồi ha. Nó ra luôn hết những cái dơ ha. Nè, lấy nước nè. Nhúng chùi một bên đó đi. Đây, quay lại cho bà Diễm. 2 phút nhanh dữ mà. Mới 1 phút thôi. Ừ, đây. 2 phút là mình hết cái mặt. Còn mình làm cái nửa mặt. Cho nên là mình chỉ làm đây nè, cái mặt dơ nè. Cả nhà, nó xích kem, xích phấn từ sáng giờ ha. Đó, nó ra hết ha. Đó. Đâu, xoay qua coi. Đó, nửa bên mặt rồi xong ha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ chạy cái máy Galvanic. Hai cái gel này, nó có một cái gel màu trắng và một cái gel màu xanh. Mình sẽ chạy cái gel màu trắng trước. Đây là cái gel màu trắng. Này là cái gel màu xanh. Wow. Mẹ làm đẹp, mẹ làm đẹp. Mình sẽ làm cho cái mặt nó ướt một tí xíu nữa ha. Cái gel màu trắng này, cái đây gel này là cái gel tiền trị liệu nha cả nhà. Khi mà thoa gel màu trắng lên, mình sẽ thoa lên trên mặt cho nó giáp hết. Rồi bây giờ cái gel màu trắng mình sẽ bấm số 1. Bấm số 1. Khi mà dùng cái máy này thì cái tay mình phải ướt nha cả nhà, để mà mình thấm cái miếng thiết ở đằng sau này nè. Rồi bây giờ đây, cái gel màu trắng mình sẽ bấm số 1, mình sẽ chạy. Đó. Chừng nào mà nghe tiếp vậy đó là mới là được. Mà mới chạy. Đó, là mới có dòng điện. Cái khi mà cái tay ở trên là phải nắm vậy. Cái tay ở trên á, cái chỗ này là cái chỗ sẽ dễ bị dễ ấy nè, dễ dễ nhăn, dễ kéo, bị kéo xuống á, bị chảy xệ xuống á. Đó, mình sẽ kéo chỗ mắt này lên nè. Đó, mình sẽ đẩy nó lên. Nó chạy tè tè, cái kia nó đã nè. Này nó chỉ vậy thôi, nó ủi.
nó ủi. Nhưng mà khi mà mình đưa xuống á thì mình kéo nhẹ xuống, mà đưa lên á thì mình đẩy mạnh lên chút, tại vì nó mình nâng cơ lên á, đúng không? Còn ở trên này thì mình chạy lên vậy nè. Em Eric con có quay nào mà không, em Eric? Ở trên này thì mình kéo nó lên nè. Hai làm này là hai sẽ bị thận một bên. Chừng nào nó hết là nó sẽ tự động lại. Khi mà nghe tiếng bíp bíp là biết cái máy nó hoạt động. Còn khi nào mà không có nghe tiếng bíp là cái máy nó sẽ không có hoạt động. Khi mà mình không có cái máy, mình trong lúc mà chạy á, là mình không có được rời khỏi cái mặt mình nha. Cái máy khi kéo được. Đó, cái gel màu trắng xong ha. Cái gel màu trắng là cái gel tiền trị liệu xong. Bây giờ sẽ tới tới cái gel màu xanh. Bây giờ tới gel màu xanh. Cái gel này là cái gel trẻ quá nè, nâng cơ nè, chống nhăn, xóa vết nhăn, là cái thằng màu xanh ha. Màu xanh là bấm số 2. Đây, bấm số 2 ha. Cái tay này mình cũng phải ướt để mình dịnh cái người kia. Rồi cái tay này cũng phải cho ướt cái miếng thiết phía sau này luôn. Đó, phải ướt hết. Để mà ướt dịnh trán. Rồi giờ bắt đầu bấm số 2 sẽ để vô là chạy nha. Đó, thấy chưa? Kéo xuống thì là lướt nhẹ. Mà đưa lên, ủi lên. Những cái chỗ này, những chỗ cần nhăn, với những cái chỗ này nè. Cái rãnh này, bây giờ này mình còn trẻ chưa có bị cái rãnh đó đó. Chứ còn mấy người mà lớn tuổi này, người ta sẽ ủi nhiều chỗ đó, ủi nhiều nhiều ở cái mé đó, kêu là cái gì đó quên này, chỗ cái đường đó đó, cái đường chân kim, cái đường chỗ cái phan miệng á, nó trên trán mình cũng ủi từ dưới ủi lên ha. Ở trong này thì đẩy ra, từ trong mình đẩy ra. Con có quay gần thấy má hai cầm máy kéo không? Dạ. Ừ. Thấy mọi người cái gì rồi. Nè, để kéo chỗ cái mũi, chỗ cái ở trên này. Cào. Kéo lên. Kéo xuống. Kéo xuống thì khi mình đưa xuống là mình đưa nhẹ luôn. Nhưng mà quan trọng khi đưa lên á. Đưa lên, ủi lên. Cái mặt mình chỗ này mình cần, ví dụ mình muốn cần ủi chỗ này nhiều quá vậy thì mình đi lên nhiều, đi lên nhiều, đi xuống nhẹ, đi lên nhiều. Đây với một bên đây đó. Một bên làm xong, một nửa bên đây là làm rồi nè, còn nửa bên đây chưa làm nè. Chết rồi, mặt méo thiệt rồi. Nè, mặt méo thiệt rồi. Này, nửa bên đây làm rồi nè, nửa bên đây chưa làm nè. Thiệt cái Diễm ơi, cái bên làm rồi đẹp hơn Diễm ơi. Cái bên làm rồi đẹp hơn á. Tính toán là có hiệu quả đẹp hơn. Ừ, cái bên làm rồi đẹp hơn á. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái nửa mặt còn lại. Chạy tiếp nửa mặt còn lại. Đây, hồi nãy mới làm có nửa mặt à. Bây giờ sẽ làm tiếp nửa mặt lại. Kéo chân ra. Duyên lên. Này lúc nào phải đưa dưới lên. Mình sẽ đi chỗ cái mũi. Trong ra. Bây
Rồi khi mà rửa cái mặt sạch xong rồi ha, bằng cái máy Lumiba xong, bây giờ mình sẽ chạy cái máy Ravenix. Sẽ chạy cái máy này ha. Này với cái gel màu trắng ha. Này gel màu trắng. Thoa cái này lên, dắp dòng hết. Rồi, cái gel màu trắng là chạy số 1 ha. Bấm số 1. Bấm số 1. Rồi cái tay mình phải nhúng nước. Nhúng nước để ướt cái miếng thiết ở phía sau. Rồi cái tay này ướt luôn để mà mình dịnh cái người kia. Đây, để mà mình dịnh như nè, để mình chạy. Rồi mình sẽ đẩy lên ha. Chạy. Giờ mình sẽ đẩy dưới này lên nhiều. Tại hồi nãy mình chạy bên kia rồi xong cái mình không làm bên đây là mình thấy bên nó ấy liền, nó khác liền. Đây, thường mấy chỗ này đó mình sẽ hay bị nhăn nhiều ở mấy chỗ mí mắt mà người ta, những người lớn tuổi người ta xài người ta sẽ kéo nhiều ở chỗ đó hơn, còn mình còn trẻ mình chưa có bị nhăn chỗ đó. Còn ví dụ ai mà bị nhăn ở chỗ cái mí miệng này nè, có cái đường cái gảnh á nhiều á thì sẽ để đây lâu một tí xíu đó. À bị chỗ đó nhiều thì để lâu một tí. Cái máy này là nâng cơ ha cả nhà, nâng cơ xóa vết nhăn. Giống như mặc đồ nhăn thì mình phải dùng bằng ủi, thì cái mặt mình cũng y vậy, mình phải dùng cái máy này ủi. Cái tay mình lúc nào cũng phải ướt. Rồi bây giờ tới cái gel màu xanh. Đây. Cái gel màu xanh. Gel màu xanh mình sẽ chà hết lên trên mặt. Là pin ở phía sau này nó có hai cục pin. Xài pin chờ hết pin mình thay pin đó nha. Đó, mình đưa lên. Khi kéo xuống mình kéo nhẹ thôi, nhưng mà đưa lên thì mình sẽ đưa mạnh lên chút để mình nâng cơ lên. Chỗ nào mình cần đưa lên thì mình sẽ đưa giữ nhanh lại một tí xíu ha. Giống như đây nè. Những cái dưới này nè. Nhỏ dựng ba vẫn đi ra ngoài chơi im ru. Thôi nãy trời ơi, nó là làng. Mặt nó vẫn còn đẹp nữa. Mặt nó đã bị đỡ. Không có bị nám. Bị nám thằng nha khổ. Hồi xưa đáng gì hả, bây giờ bớt nhiều quá. Đó. Mỗi ngày từng sáng ngày hai lần, sáng tối xiên thì hai lần, còn làm biến không thời gian thì một lần cũng được. Còn máy này là từng hai lần ba lần nha. Máy này ai muốn cái mặt đẹp nhiều quá thì làm nhiều ha cả nhà ha. Muốn nhanh đẹp thì làm nhiều, ủi nhiều thì sẽ mau láng thôi.
mà ai mà bị nám với tàn nhang á là xài cái mấy cái này được luôn nha cả nhà. Mở tiếng nhỏ cho mẹ nha con. Đó. Xong. Tự động tắt này, xong rồi. Cái gel màu xanh mình không có rửa mặt liền, Huy, mình phải để lại. Đó, trời hai chị em mặc giống nhau. Bích cái màn hình. Đó, đẹp chưa? Thấy không? Ừ. Rồi đây, sau khi là chải mái xong hết hai bên. Này cả nhà. Này là không có trang điểm, không có gì luôn á nha. Mặt mộc. Mặt mộc luôn á, không có trang điểm gì luôn á, mặt mộc luôn á, mới chải mái xong á. Mặt mộc á. Đó, bà chị gờ thấy mịn không? Láng không? Mềm ha. Gờ đã ha. Mà bây giờ cái kem đó là cái kem đang cơ xóa vết nhăn cho nên là mình không có rửa, mình phải để khoảng 15 phút cho nó thẩm thấu xong rồi hồi mình mới xức kem bình thường lên của mình. Đó. Rồi. Xong, bữa nay là quá trình làm đẹp là nhiêu đây. Đây là cái máy nâng cơ. Đây là cái máy nâng cơ. Và đây là cái máy rửa mặt luôn 13. Ai mà có nhu cầu thì nè, nãy rửa bà Diễm nãy dơ nè, giờ mình đi rửa. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nha cả nhà. Quá trình làm đẹp xong rồi, bây giờ xin bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Ai có nhu cầu thì nhắn tin cho mình nha, mình sẽ nói về nhiều những cái vấn đề những cái máy đó ha để làm đẹp. Bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.